Kính chào quý vị và các đồng chí. Trong những năm gần đây, với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, nhất là vai trò của lực lượng công an Vĩnh Phúc, tội phạm ma túy trên địa bàn đang dần được đẩy lùi, góp phần thắng lợi trong công cuộc đấu tranh với loại tội phạm này trên cả nước. Tuy nhiên, với hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh của các đối tượng, những trận đánh sinh tử với tội phạm ma túy vẫn chưa bao giờ ngơi nghỉ. Chuyên mục An ninh Vĩnh Phúc kỳ này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các đồng chí phóng sự Không Lối Thoát. Kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Đầu năm 2022, qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện một số đối tượng liên quan đến ma túy thời gian gần đây thường lui tới xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch. Tìm hiểu thêm thì thấy số đối tượng có đến nhà của một người dân ở thôn Đền. Xác minh về chủ nhân ngôi nhà thì không phát hiện hành vi bất minh. Tuy nhiên, có một thông tin đáng lưu tâm là chủ nhà có một người em gái mới ra tù. Phối hợp với công an huyện Lập Thạch tổ chức xác minh về người phụ nữ này thì phát hiện nhiều biểu hiện bất thường. Phát hiện một đối tượng là Đặng Thị Thùy, sinh năm 1989, ở thôn Đền. Đối tượng này là đã có 2 tiền án về mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Thì mới ra tù về địa phương từ khoảng cuối năm 2020. Sau khi về địa phương thì bản thân đối tượng cũng không có công an việc làm ổn định. Sống thì cũng lang thang ở nhiều nơi. Đồng thời bản thân đối tượng vẫn có cái nghi vấn là sử dụng trái phép chất ma túy. Lãnh đạo đơn vị yêu cầu tiếp tục xác minh thì xác định là các cái đối tượng nghiện và nghi nghiện xuất hiện tại địa bàn xã Thái Hòa thì chủ yếu là đều là đến cái khu vực cái ngõ nhà Thùy để mà gặp gỡ và trao đổi. Đồng thời thì cũng phát hiện là đối tượng Thùy là thỉnh thoảng là có cái nhận những cái hàng hoa quả từ các tỉnh Điện Biên, Sơn La để gửi về. Cái này cũng đặt ra một cái dấu hỏi rất là nghi vấn. Kinh nghiệm từ một số vụ án ma túy bị phát hiện trong giai đoạn bùng phát dịch COVID-19 cho thấy tội phạm thường trà trộn các loại ma túy vào trong hàng nông sản, rồi gửi xe khách từ một số tỉnh miền núi phía Bắc về Hà Nội, sau đó tiếp tục chuyển tới nhiều tỉnh thành thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng. Lực lượng cảnh sát ma túy đã đặt nhiều nghi vấn đối với loạt hành vi bất minh của Đặng Thị Thùy. Song hoạt động trinh sát tiếp theo thường xuyên bị gián đoạn bởi các lệnh giãn cách xã hội. Khắc phục khó khăn, kiên trì với mục tiêu điều tra, nên dù giữa bối cảnh dịch COVID-19 lúc đó diễn biến phức tạp, thì lực lượng trinh sát vẫn gián tiếp thu thập được một số tài liệu liên quan đến hoạt động của Đặng Thị Thùy. Tại nơi ở của đối tượng thì có lắp đặt những cái hệ thống camera giám sát từ xa, rồi những cái hoạt động trong vấn đề bất minh về kinh tế. Đối tượng không có công ăn việc làm, thế nhưng mà có những cái giao dịch chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng nó bất minh, không rõ nguồn gốc. Nhận định Đặng Thị Thùy có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, không loại trừ khả năng đối tượng đã đặt hàng từ một tỉnh miền núi phía Bắc về Vĩnh Phúc tiêu thụ. Để giảm thiểu tối đa việc bứt dây động rừng, đồng thời đạt mục tiêu thu giữ được toàn bộ vật chứng, bắt giữ được cả đối tượng đầu mua và đầu bán, nên nhất thiết phải áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ. Do vậy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đề xuất với lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng cùng tham gia phá án. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã cử trinh sát và phối hợp với lại Công an huyện Lập Thạch tiến hành xác minh về đối tượng, nhân thân lai lịch cũng như là những cái hoạt động trên địa bàn của đối tượng. Thì qua đó cũng đã phát hiện được đối tượng này cũng hoạt động cũng rất là tinh vi, sử dụng nhiều các kiểu liên hệ như qua mạng xã hội Zalo, làm Messenger, Telegram để sử dụng và cũng làm sử dụng thêm những nhiều cái tài khoản với tên của người khác không phải chỉ chính mình để hoạt động về cái hành vi phạm tội của mình. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án phát hiện những ngày đầu tháng 5 năm 2022, Đặng Thị Thùy có nhiều giao dịch chuyển một số tiền lớn đến tài khoản của một nam công dân có hộ khẩu thường trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Kế hoạch bắt quả tang cũng được xây dựng song song với các hoạt động trinh sát theo dấu đối tượng. Ngày 23 tháng 5 năm 2022, nguồn tin từ trinh sát báo về cho biết đối tượng Đặng Thị Thùy đã thuê một chiếc xe taxi rồi rời khỏi nhà từ sáng sớm, có nhiều biểu hiện bất minh. Đoán định đối tượng đang trên đường đi đón hàng nên ban chuyên án nhanh chóng triển khai lực lượng.
qua kiểm tra ban đầu và các mẫu được thu để tiến hành giám định thì trong đó có các mẫu gồm là heroin, methamphetamine và ketamin. Ngoài về tăng vật là nghi là ma túy để gửi trưng cầu ra thì còn tiến hành thu các dấu vết để xác định về gen và vân tay để truy nguyên cá thể người cho chính xác. Khi bắt quả tang là chúng ta công an có thu được 4 bánh heroin, 1 kg ma túy đá, 1 kg ma túy ke và 6.000 viên ma túy tổng hợp. Quá trình khám xét nơi ở của Đặng Thị Thùy, cơ quan công an không tìm thấy ma túy nhưng phát hiện một số dụng cụ sử dụng ma túy. Tại cơ quan điều tra, bị can thừa nhận sau khi được tha tù không lâu đã tái nghiện. Để có tiền và ma túy sử dụng, Thùy đã nghĩ ngay đến việc mua ma túy về bán lại kiếm lời. Lời khai ban đầu của đối tượng là đối tượng cũng chỉ biết là mua của một người tên là Hà, nữ giới ở tỉnh Điện Biên và chưa gặp nhau bao giờ. Thì với những cái thông tin tài liệu đó thì rất là khó khăn cho công tác điều tra. Tiến hành sao kê tài khoản ngân hàng của Đặng Thị Thùy, nó phát sinh ra những cái giao dịch chuyển tiền rất là lớn đến những cái tài khoản của người ở trên Điện Biên. Cơ quan điều tra có đi xác minh thì cái thông tin tài khoản nhận tiền lại của một người nam giới. Chủ tài khoản này lại đang đi Campuchia. Đến mãi đến cuối tháng 11 năm 2022, chủ tài khoản đó mới về Việt Nam. Cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc được và chủ tài khoản đó nói rõ về cái việc Lường Thị Thoáng nhờ người đó đứng tên chủ tài khoản, còn sau đó Thoáng sử dụng như nào thì không biết. So sánh dấu vết đường vân thu được trên các bịch ni lông chứa ma túy với đường vân trên danh chỉ bản căn cước công dân của Lương Thị Thoáng, sinh năm 1994, người dân tộc Thái, trú tại bản Na Tòng, xã Na Tòng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, thì hoàn toàn phù hợp. Bản thân đối tượng thì mới có một cái tiền sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng mà về gia đình của đối tượng thì có rất nhiều người thân đã có những cái hành vi vi phạm pháp luật liên quan ma túy, trong đó có anh trai ruột và em trai ruột và em trai chồng đều đã bị tòa án các cấp xử về tội ma túy với mức án là tử hình. Ngày 9 tháng 12 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lương Thị Thoáng để tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc số ma túy bị thu giữ và nhiều tình tiết khác trong vụ án. Trước các tài liệu khoa học đã được chứng minh, Lương Thị Thoáng nhanh chóng thừa nhận mình là người đã chuyển số ma túy trên cho Thủy. Thoáng khai, đầu năm 2022, có quen biết Thủy thông qua mạng xã hội. Thoáng sử dụng Zalo của chị dâu tên là Lò Thị Hà để liên lạc với Thủy. Về phía Thủy, mỗi lần gọi điện bằng hình ảnh sẽ ngụy trang để Thoáng không thể nhìn rõ mặt mình. Đầu tháng 3 năm 2022, Thủy đặt vấn đề nhờ Thoáng tìm mua một số loại ma túy trên Điện Biên chuyển xuống cho Thủy bán kiếm lời. Thoáng nhận lời. Sau đó, Thùy hướng dẫn Thoáng một số thủ đoạn nhằm che giấu tung tích, trong đó có việc Thoáng nhờ người hàng xóm tên là Lò Văn Vương đứng tên mở tài khoản ngân hàng để Thùy chuyển tiền mua ma túy qua đó. Tính đến thời điểm bị bắt quả tang thì Thùy đã chuyển gần 700 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng đứng tên Lò Văn Vương. Số tiền còn lại khoảng hơn 400 triệu đồng, Thùy thống nhất với Thoáng sau khi nhận hàng chót lọt sẽ tất toán. Thoáng cũng khai là mua của một người dân tộc Mông ở trên Điện Biên, nhưng mà cũng không rõ tên tuổi địa chỉ. Giao dịch chuyển tiền thì cũng chỉ biết là chuyển khoản vào một cái tài khoản ngân hàng của mang tên một người khác. Nên là cơ quan điều tra cũng đã mất rất nhiều thời gian để đi xác minh theo cái thông tin địa chỉ đó, nhưng không ra được con người. Chính vì vậy mà cũng không làm rõ được cái nguồn gốc cuối cùng của cái số hàng đó của Lường Thị Thoáng ở đâu. Vào buổi tối các ngày 18, 19 và 20 tháng 5, người đàn ông sử dụng xe ô tô không rõ biển số chở ma túy đến giao cho Thoáng rồi nhận tiền bằng hình thức chuyển khoản. Khuya ngày 22 tháng 5, Thoáng đã trà trộn số ma túy trên vào một bao tải mận rồi gửi xe khách xuống cho Thủy. Quá trình điều tra cũng làm rõ được Đèo Văn Kiên, Lò Thị Hà, Lò Văn Vương không liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Đặng Thị Thùy và Lương Thị Thoáng.
Tháng 5 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ cùng tang vật của vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân Đồng Cấp, truy tố hai bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 7 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc công bố cáo trạng, trong đó định tội Đặng Thị Thùy là người chủ động đặt mua ma túy của Thoáng với số lượng lớn nhằm mục đích bán kiếm lời. Thoáng cũng đồng ý mua ma túy bán cho Thùy. Thùy đã hướng dẫn Thoáng một số thủ đoạn nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Do vậy, Thùy giữ vai trò đầu vụ. Hành vi của hai bị can là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, xâm phạm đến sức khỏe con người. Do vậy, Viện Kiểm sát quyết định truy tố Đặng Thị Thùy và Lương Thị Thoáng về tội mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại điểm H khoản 4, điều 251 Bộ Luật Hình sự. Đối tượng Thoáng thì tuy là nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự gì, nhưng đối tượng Thoáng thì lại sinh sống ở cái địa bàn cái xã Nà Tổng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, là một trong những cái địa bàn khá phức tạp về tội phạm ma túy. Bản thân Thoáng thì sống trong một gia đình mà cả bên gia đình chồng và gia đình Thoáng đều có những người đã từng bị kết án về các cái tội phạm về ma túy, cho nên Thoáng hiểu rất rõ về cái tính chất, mức độ của cái tội phạm này, nó tác động đến đời sống xã hội như thế nào. Nên là đối tượng Thoáng này ban đầu đối tượng cũng không khai nhận về hành vi phạm tội của mình, nhưng mà bằng những cái chứng cứ, bằng các cái biện pháp nghiệp vụ của cơ quan điều tra thì Thoáng thì cũng đã cúi đầu nhận tội về cái hành vi phạm tội của mình. Tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã xét xử sơ thẩm vụ án. Hội đồng xét xử đã tuyên hai bản án tử hình đối với bị cáo Đặng Thị Thùy và Lương Thị Thoáng. Hai bị cáo sau đó đã có đơn kháng cáo. Tuy nhiên, trước phiên tòa phúc thẩm thì Thùy và Thoáng đồng loạt rút đơn, chấp nhận hình phạt của bản án sơ thẩm. Mặc dù vậy, hai bị cáo vẫn le lói hy vọng sẽ được ân giảm để giữ được mạng sống. Tại em muốn xin ơn huệ là cho em xin một con đường được sống. Em biết là em đã gây ra sai lầm rồi, em rất ân hận về tội đối của mình nhớ chị. Để em muốn xin là cho em một cơ hội để em được sửa sai, được trở lại nuôi chăm sóc hai đứa con của em. Mong là sẽ có những người mà đang trong con đường sai trái thì lên dừng lại. Em sợ lắm, em thật sự em sợ lắm. Em ở đây em chỉ sợ là nghe đến một người là bạn của mình hay là người nào thân của mình ấy, chỉ không cần nói là bị mức án nó nặng như mình, chỉ cần nói bị bắt vào trong cái môi trường mà thôi là em đã cảm thấy sợ lắm, không có cái gì để có thể tưởng tượng được ra cả. Khi còn được tự do thì không biết trân quý. Khi còn được chung sống bên những người thân thì không thấy được giá trị của tình thân. Sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để có tiền và thỏa mãn cảm xúc của bản thân. Đến khi tự do không còn, mạng sống tựa ngàn cân treo sợi tóc thì lúc đó mới ân hận, mới tiếc nuối. Những người như Đặng Thị Thùy và Lương Thị Thoáng không hiếm trong xã hội hiện tại. Song liệu có mấy người kịp thức tỉnh mà quay đầu. Chuyên mục An ninh Vĩnh Phúc đến đây đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí ở chuyên mục này kỳ sau.